Đây là lần thứ mấy anh đến Việt Nam? Anh cảm nhận thế nào về Việt Nam? Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Dù chỉ mới ở đây 24 tiếng nhưng tôi rất ngạc nhiên khi được gặp con người ở đây. Những người tôi gặp và khung cảnh tại đây đều có rất nhiều năng lượng. Và tôi rất thích điều này. Danh xưng thần đồng âm nhạc đã giúp anh có được gì? Có bao giờ anh thấy áp lực về danh xưng này? Thần đồng âm nhạc là cách mọi người dùng miêu tả tôi trước đây. Danh xưng này tạo nên sự lan tỏa lớn ở thời điểm đó. Và đó là khoảng thời gian quý báu của tôi, giúp tôi có động lực tiến lên trong sự nghiệp. Và nó cũng chính là kỳ vọng mà bản thân tôi và khán giả đặt cho chính tôi. Giờ đây khi bước sang tuổi 21, tôi nghĩ mình cần có một chương trình mới. Tôi không còn thấy lo sợ hay áp lực về danh xưng cũ. Âm nhạc của tôi bây giờ được xuất phát từ tâm hồn của chính mình. Trong chuỗi sự kiện A Night of Sensation, anh sẽ mang đến điều đặc biệt gì cho khán giả Việt Nam? Ngày mai sẽ là một buổi biểu diễn thú vị khi tôi được đứng trước hàng ngàn khán giả Việt Nam. Có thể tôi sẽ trình diễn acoustic hoặc là piano. Đây sẽ là dịp để tôi giới thiệu mình đến khán giả Việt Nam. Cách biểu diễn lần này sẽ mang đậm tính cách cá nhân của tôi. Liệu sẽ có màn kết hợp nào giữa Ray Sean Chen và nghệ sĩ Việt Nam? Hiện tại tôi vẫn chưa có sự kết hợp nào cùng nghệ sĩ Việt. Nhưng biết đâu trong thời gian tới khi có nhiều mối quan hệ hơn với giới làm nhạc ở đây thì chúng tôi sẽ có những sự kết hợp. Chia sẻ về kế hoạch tổ chức đêm nhạc cá nhân vào năm 2020. Tháng 2 năm 2020, tôi sẽ quay lại Việt Nam. Và đó sẽ là một đêm nhạc riêng để tôi trình diễn xuyên suốt cả chương trình. Điều này khiến tôi rất thích thú. Lúc đó tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn bộ bài hát trong album mới của mình. Ngoài hoạt động biểu diễn, anh có thêm hoạt động cá nhân nào ở đây không? Sau đêm biểu diễn ngày mai, tôi sẽ dành thời gian đến tham quan các bãi biển ở miền đông Việt Nam để thư giãn. Anh có trải nghiệm ẩm thực Việt Nam chưa? Tôi chưa có nhiều cơ hội thưởng thức món ăn Việt. Nhưng tôi đã thử món phở và các món ốc. Tối qua tôi đã được thưởng thức các loại hải sản rất tươi ngon của Việt Nam. Anh hãy gửi một lời kêu gọi để khán giả Việt Nam đến ủng hộ anh trong sự kiện tới. Tôi rất hân hạnh có mặt ở đây cùng các bạn. Tôi đã chuẩn bị một kế hoạch rất thú vị dành riêng cho các bạn ở đêm nhạc cá nhân vào năm 2020. Các bạn nên đến nhé, vì chắc chắn nó sẽ rất tuyệt vời. Tôi sẽ hát và biểu diễn toàn bộ chương trình để phục vụ các bạn.